Thành phố Hồ Chí Minh shipper sẽ được chạy liên quận từ ngày 16 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, sau 15 tháng 9, shipper sẽ được chạy liên quận. Thành phố hiện đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn để mở cửa cho doanh nghiệp hoạt động trong thời gian tới. Hy vọng cuối tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch. Đúng 20 giờ tối ngày 13 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã tham gia chương trình Dân hỏi Thành phố trả lời để giải đáp trực tiếp các thắc mắc về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của thành phố sau ngày 15 tháng 9. Đã có hơn 14.000 câu hỏi được gửi đến chương trình này. Mở đầu chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết về lộ trình dự kiến nới lỏng giãn cách xã hội theo 3 giai đoạn như thành phố đã thông tin. Chiều 14 tháng 9, thành phố sẽ báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ để có nghị quyết thông qua. Theo ông Bình, lộ trình từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 sẽ có thêm giai đoạn từ 16 tháng 9 đến 30 tháng 9. Đây sẽ là giai đoạn thử nghiệm ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Để chuẩn bị cho lộ trình này, ông Bình cho biết thành phố đã có bước chuẩn bị với những bước đi chắc chắn. Ông Bình cho hay, từ ngày 16 tháng 9, thành phố sẽ cho shipper chạy liên quận với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 9, thành phố tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho shipper. Trước câu hỏi sau 30 tháng 9, nếu không kiểm soát được dịch, thành phố có tiếp tục kéo dài giãn cách? Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, thành phố không muốn giãn cách xã hội nặng nề hơn nữa, nên từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, thành phố thí điểm ở 3 quận huyện để xem xét các bước đi đã đảm bảo an toàn, những điều kiện kiểm soát dịch bệnh để có những bước đi tiếp theo. Chúng tôi có niềm tin chúng ta sẽ kiểm soát được dịch, ông Bình nói. Trước câu hỏi đang ở Thủ Đức nhưng đi làm ở quận 3 mới chích một mũi thì có được đi làm hay không? Hay đã chích đủ 2 mũi nhưng sổ sức khỏe điện tử ghi sai, chích mũi 2 nhưng không có chứng nhận mũi 1 thì chính sách thẻ xanh thì sao? Theo ông Bình, thành phố dự kiến vì đang trình các cấp có thẩm quyền để được thông qua và quan trọng hơn nơi đến mà người lao động muốn đến có an toàn chưa, tức là nơi làm việc. Vaccine chưa phải là điều kiện đầy đủ. Vì vậy, thành phố đang xây dựng một ứng dụng thí điểm ở 3 quận để người dân cập nhật điểm đến, nơi đã tiêm, chứng nhận tiêm chủng, v.v. để thành phố thí điểm khi mở rộng, giảm giãn cách ở các địa phương khác sẽ áp dụng và quản lý được. Người dân không cần phải sử dụng nhiều giấy tờ, sổ sách để chứng minh độ sạch khi lưu thông, ông Bình nhấn mạnh. Liệu người dân có nguyện vọng được về quê khi thành phố tiếp tục giãn cách sau 15 tháng 9 thì thành phố có giải quyết hay không? Ông Bình cũng cho hay, thành phố đã nỗ lực cố gắng và có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong thời gian qua, nhưng cũng xin bà con chia sẻ với tình hình phòng chống dịch, nên có lẽ ai ở đâu ở yên đó. Ông Bình cũng cho biết, hiện thành phố đang xây dựng các tiêu chí an toàn để mở cửa cho doanh nghiệp hoạt động trong thời gian tới, tập trung vào 8 lĩnh vực cùng 4 phương thức sản xuất sẽ sớm được thí điểm ban hành sớm. Còn hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đang thẩm định lại kế hoạch cho bà con đi chợ một tuần một lần ở vùng xanh nhằm giảm lệ thuộc vào shipper, giảm chi phí tiêu dùng cho bà con. Đặc biệt sau 15 tháng 9, trong khi chờ các quyết sách được Trung ương phê duyệt theo lộ trình mà Đảng bộ thành phố trình vào ngày mai, ông Bình cho hay thành phố đã làm việc với các ngân hàng để bàn về chính sách hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp và sẽ giảm lãi suất cho doanh nghiệp cũng như giãn các khoản nợ, khoanh nợ. Riêng thủ tục hành chính, ông Bình cam kết thành phố sẽ đẩy mạnh giải quyết nhanh nhất cho doanh nghiệp, chẳng hạn như được vay trong vòng một tuần nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Ông Bình cũng cho hay, sau ngày 30 tháng 9, người dân khi ra đường chỉ cần khai vào phần mềm hiện đang được thành phố tích hợp, xây dựng dữ liệu về các tiêu chí an toàn khi lưu thông trên đường. Nếu người dân đáp ứng đủ điều kiện như bộ tiêu chí đưa ra thì cứ đi ra đường thôi. Xin bà con cô bác chia sẻ với lãnh đạo thành phố, buồn thì đã buồn nhiều, rơi nước mắt thì cũng đã rơi nhiều rồi. Thành phố đã nỗ lực rất nhiều rồi, nên rất mong bà con chia sẻ với thành phố thêm một thời gian nữa để vượt qua những khó khăn vẫn đang còn ở trước mắt. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp và song song đánh giá về các giải pháp thực hiện để có được hiệu quả tốt nhất cho cuộc sống của người dân trong thời gian tới. Trong đó, tính mạng của người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Bình bộc bạch. Tại nghị quyết số 68, Chính phủ yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, có thể Thành phố Hồ Chí Minh không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 nên cần thêm một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9 năm 2021 để tập trung thực hiện mục tiêu theo nghị quyết 86. Theo ông Nên, việc giãn cách hay nới lỏng đến mức độ nào còn phụ thuộc vào chuyển biến tình hình dịch bệnh và nguy cơ của từng khu vực, từng địa bàn. Trong đó, phương châm chung của Thành phố Hồ Chí Minh là an toàn trên hết. Vào chiều 13 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã ghi nhận những tín hiệu đáng mừng, tích cực nhưng sẽ cần giãn cách xã hội thêm một thời gian
và một trong những thành phần tiêu chí an toàn đang nghiên cứu là thẻ xanh COVID-19. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình tối 13 tháng 9 đã đăng đàn giải đáp thắc mắc của người dân về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của TP.HCM sau ngày 15 tháng 9 qua chương trình livestream Dân hỏi thành phố trả lời. Câu hỏi đầu tiên người dân TP.HCM gửi đến Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình là lộ trình nới lỏng giãn cách của TP.HCM sau ngày 15 tháng 9 như thế nào? Trả lời, ông Lê Hòa Bình cho biết thành phố đã có dự thảo kế hoạch. Chiều 14 tháng 9, UBND TP sẽ trình Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM để có quyết định thông qua. Theo kế hoạch, lộ trình từ ngày 16 tháng 9 đến 31 tháng 10 sẽ có thêm giai đoạn từ ngày 16 tháng 9 đến 30 tháng 9. Đây sẽ là giai đoạn thử nghiệm thí điểm ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Để thực hiện lộ trình này, ông Lê Hòa Bình cho biết TP.HCM đã có sự chuẩn bị với những bước đi chắc chắn. Từ ngày 7 tháng 9, TP.HCM đã có bước chuẩn bị và có quyết định điều chỉnh việc di chuyển hàng hóa, bảo đảm mở lại cửa hàng bán mang về, mở cửa các điểm trung chuyển tại chợ đầu mối. Riêng về hoạt động shipper, từ ngày 16 tháng 9, TP.HCM sẽ cho lực lượng này hoạt động liên quận với điều kiện là phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho shipper. Trước câu hỏi về việc cho phép người dân về quê, ông Lê Hòa Bình khẳng định, thành phố rất sẵn sàng hỗ trợ người dân có nhu cầu về quê. Tuy nhiên phải giữ nguyên tắc có người đưa đi, có người đón về. Tức là chỉ cần địa phương của người dân xác nhận đón người hồi hương, TP.HCM sẽ hỗ trợ các vấn đề vaccine, xét nghiệm để người dân di chuyển. Còn nếu không có người đưa đi và đón về thì người dân không được qua chốt kiểm soát. Liên quan đến việc di chuyển của người dân sau ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin sau thời gian này, TP.HCM không áp dụng giấy đi đường nữa mà sẽ có một app ứng dụng di chuyển do công an quản lý. Dữ liệu người dân sẽ được cập nhật lên app này. Ai đủ điều kiện an toàn ra đường như tiêm vaccine, điểm đến an toàn, tuân thủ 5K sẽ được di chuyển mà không cần giấy đi đường. Trả lời câu hỏi về tiêu chí đánh giá mức độ an toàn khi TP.HCM có chủ trương mở cửa cho doanh nghiệp an toàn, điểm đến an toàn, người dân an toàn, ông Lê Hòa Bình cho biết thành phố sẽ xây dựng bộ 8 tiêu chí của 8 ngành là công thương, du lịch, y tế, giáo dục, xây dựng, lao động xã hội. Nếu các doanh nghiệp bảo đảm các tiêu chí đó thì sẽ được đánh giá là sản xuất an toàn. Đồng thời doanh nghiệp phải duy trì phương thức sản xuất được TP.HCM vận hành là 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến, 4 xanh. Bộ tiêu chí này sẽ được triển khai thí điểm đến ngày 30 tháng 9 ở địa phương đã công bố kiểm soát được dịch, có thể mở rộng thêm ở khu chế xuất Tân Thuận và khu công nghệ cao. Quan điểm của lãnh đạo TP.HCM là an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, an toàn mới mở cửa. Mọi bước đi của TP.HCM thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho tính mạng người dân, sau đó là khôi phục và phát triển kinh tế, ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh. Thông tin thêm về việc xây dựng công trình đô thị, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình cho biết sau ngày 30 tháng 9, các công trình chắc chắn sẽ hoạt động trở lại, nhưng hoạt động theo đúng bộ tiêu chí về an toàn đã được thành phố xây dựng và sẽ ban hành trong thời gian tới.